Rồi quý vị ơi, hôm nay tiếp tục giao lưu với quý vị, rất vui quý vị là một cặp bông trang nha quý vị. Này là cặp trăng sen nha. Cái này thuộc cái dạng là mini nha quý vị. Đây nè, nó cao khoảng 2 tấc thôi nha. Từ cái gốc này lên tới đỉnh là 2 tấc nha. Cặp này là có giá là 400 nha quý vị. Trăng sen này nó nhại bông lắm nha. Ở trên quay xuống nè, tỷ lệ chai trà xanh đây đó. Bây giờ cặp này có giá 400 nha quý vị, 200 một cây nha. Chuyển khoản trước rồi mới giao cây chứ không có ship code nha quý vị. Rồi, một cặp 400 trăng sen mini, cao từ dưới gốc lên tới đỉnh 2 tấc. Đây nè, ngón tay tôi nè. Cây này cũng vậy luôn đó nè. Đó, tàn nó nè. Này là mini để bàn nha quý vị. Nó nằm trong cái chậu lâu lắm rồi nha. Đó. Cặp 400k nha. Đây. Rồi, một cặp đầu tiên là một cặp bông trang sen 400k. Không phí vận chuyển, không ship code luôn, gửi tiền thì giao cây đó. Đây nè, quay cho rõ luôn. Rồi xuống mi ơi,